Hello, everybody. Welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì tuần này hơi ít Elora đúng không? Ok, hôm nay em sẽ giới thiệu anh em một server Elora. Đó, phi tướng. Ok, bây giờ vào game trải nghiệm ha. Rồi, 3.000 năm trước công nguyên gì đấy, đấy. Ok. Rồi, cài cha nó đi. Cậu phòng. Ok, phải đặt cái tên mình vô thôi. Rồi, ok. Thì vẫn như mọi khi ha. Chúng ta vào làm nhiệm vụ đầu game cái đã. Thì bản này là việt hóa 99.99999% nha anh em. Nên là cũng không ngại gì cái việc chơi game đâu ha. Cũng việt hóa hết rồi nên là cũng khá dễ để chơi. Dạ, đầu game vô đánh mà chua dữ ta. Ok. Nhận hai tốc độ thì một là server 20, còn hai là phải lên ấy à. Rồi, đầu game thì phi chúng ta là 500.000 kim cương nha anh em. Ok. Rồi, có mảnh tướng nè. Ồ. Gì đây? À, nâng cấp level lên cho nó. Mày hả bưởi? Tới lên anh em ơi. Đó, một phát một. Đó, gió cuốn mây bay. Mày hả bưởi? Má hằng ơi sao đánh không nổi nó luôn. Nhưng mà con này nè, đánh thấm nè ha. Con mới nhận đây. Đây, đây là cái shop yêu tinh ha. Cái shop này là có bán tất cả mọi thứ trên đời. Đó. Nhưng quan trọng là chúng ta có tiền hay không. Đầu game vô là chúng ta thấy được 500.000 kim cương rồi đấy. Là chơi dư sức rồi đó. Đó. Bấm mà không đúng chỗ nó cũng méo cho tắt nữa chứ. Đậu phộng. Ok, trong thời gian rảnh chờ nó xong có phó bản thì heo sẽ quét ha. Đó, quét cho nó nhanh. Vũ khí nè. Đó, đó. Vô game tiếp. Á chạy nhiệm vụ quyết luôn á. Còn đây là nhiệm vụ hàng ngày nè ha. Đây là hoạt động hàng ngày. Hàng ngày anh em làm hết hoạt động thì anh em sẽ nhận được là 20.000 kim nguyên bạo kim cương nha anh em. Đấy, rồi túi mảnh chứa mảnh đâu nữa nè. Đó. Đậu bây giờ không có bấm ở đâu được luôn. Má chơi ngu đang làm nhiệm vụ mà bấm đi tàu lao mới lao. Nó bị văng ra nó méo vô luôn anh em. Đậu phụ. Phải hót ra vô lại nó mới chịu. Chán thiệt. Rồi thì bây giờ đi đây nhận miễn phí. Game này cũng như mấy game khác mà đói vàng vãi luôn. Vàng là thứ mà hiếm nhất trong game. Đó, ok. Rồi tướng thì game này có thể quay maximum ha. Lần 2000 muốn quay bao nhiêu lần á quay nha anh em. Đó, nhân 10 là 2000 cứ vậy đẩy tới ha. Đó, 2000. Cứ lần vậy là 2000 á, anh em muốn quay nhiêu còn quay. Rồi, đây là phúc lợi nè. Ok. Rồi, đây là nạp nè ha. Đó, quà VIP không lụm. Rồi, đây là hỗ trợ có thể mua được bằng kim cương nè. Cái nào mua được thì mua nè. Đó, ok. Rồi bây giờ chúng ta đến với thông tin của server nha. Để coi game nó phi cái gì và tặng cho chúng ta những con tướng gì nha anh em. Rồi đây là fanpage của game ha. Đây thông tin Tân Elora Việt Nam chính thức khai mở S6. Đặc biệt tặng tướng Mikoto. Mikoto là tướng nào ta? Hồi nãy không có xem nữa.
Rồi game Việt hóa 99% hỗ trợ iOS free luôn nha anh em. Rồi chính thức khai mở X6 Venus 11 giờ ngày 30 tháng 1 2021. Má quay qua quay lại cái Tết rồi anh em ơi. Nay 30 rồi, khoảng nghe nói nhớ không lầm là 14 tháng 2 rớt vô ngày mùng 3 Tết. Vậy là tầm đâu là 10 Tây, 11 Tây là bắt đầu mùng 1 Tết rồi. Đột mã chùa quá. Họ 10 ngày nữa Tết rồi. Chưa bao giờ mà Tết đến cận ngay đích như vậy. Ok rồi. Đó, chính thức khai mở X6 Venus 11 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2021 ha. Đây là phiên bản đầu tiên update 2.0 ha. Rồi. Đây tải game nè, hướng dẫn nạp game nè, nhóm giao lưu nè ha. Hỗ trợ cài game trực tiếp iOS hoàn toàn miễn phí. Đó, không cần sắc bot gì á. App ổn định không đai và hoàn toàn miễn phí nha. Rồi đây là cái phần nhiều anh em mong đợi nè. Event server sao server 5, đây là server 6 chứ. Đây event yêu cầu làm đủ các bước sau để nhận feed code like share công khai nè. Đây. Rồi cái này anh em tự đọc. Heo quan tâm cái phần này nè. Rồi phần quà khi like share sẽ nhận được một con tướng Mikoto. Đó. Và một phần quà nữa đó là like share nhận feed code ha trị giá nè 50 triệu vàng. Đó, ngon không? Rồi áp dụng cho X1, 2, 3, 4 gì nè. X5 đều có thể tham gia. Đó. Rồi game khánh chiến thẻ bài cực hấp dẫn. Đó. Tỷ lệ nạp khủng 10.000 Việt Nam đồng được 50.000 kim cương. Đấy. Vậy là tính ra 100.000 thì chúng ta sẽ được 500.000 kim cương. Đó. Vậy là game vừa vô là free cho chúng ta 100.000 luôn rồi còn gì nữa. Rồi hàng loạt các sự kiện mini nhận tại fanpage nè ha. Ok, đó. Game mới open server, nhanh vào nào. Thì bây giờ chắc heo sẽ đi xin con tướng với lại nói chung là xin hai cái feed code nè. Đấy, hiện tại là game chưa có gì hết ha. Ok, để đi xin cái. Được cái là chai mặt hay đi xin lắm. Rồi, ok. Vâng, sau khi làm event thì đây 50 triệu vàng đã vào ha. Rồi đây là một con tướng gì ạ? À? Ủa sao không thấy gì hết rồi ta? Oh my god. Con tướng hệ hiếm luôn. Con này hôm bữa mới cập nhật nè anh em. Ôi trời ơi, thơm. Con này hôm bữa mới cập nhật nè. Wow, thơm. Cho luôn có một con tướng mới luôn. Oh man. Admin chơi quá sập. Rồi, đó, ok. VIP này thì heo nạp lên ha. Nạp VIP trong này thì cũng khá là rẻ. Trong thì cũng chả mắc mỏ gì anh em. Nạp để mà chúng ta mua niềm vui thôi. Ok không, đó. Trong quà VIP có rất là nhiều tướng ha. Máy móc sau này có rất là nhiều tướng hiếm luôn. Hãy hiếm nè, đó. Bóng tối đồ nhóc luôn. 12, 13 thì heo chưa có nạp tới. Ok. Rồi, shop yêu tinh nè ha. Đó, vô shop yêu tinh là chúng ta mua hết mấy cái đá tăng bậc ha. Nói chung là phi 500.000 kim cương thì chơi mát vé cào cào rồi. Cũng chả có lỗ lã gì trong này đâu anh em. Thấy heo thấy là ok đấy. Mua hết ha, mua hết về còn tiếng bậc nữa. Rồi, sau khi mua hết thì... Ủa cái này gì ạ? Đá tinh tú hả? Ok. Rồi đi ra quay thêm một mớ tướng nữa. Không biết hôm nay quay có con nào nó đặc biệt không ta? Ok, rồi quay nhân 10 luôn. Hôm nay không có mở ra con gì nó mới lạ hết ta. Đấy, hay là heo mở ra hết mấy con tướng, mấy cái dạng tướng hết rồi.
Chắc là heo đã mở hết mấy cái dạng tướng rồi đó. Ơi, à có một con. Con này nè, con này chưa thấy lần nào luôn. Nghe rai thì phải. Ồ, như con này cũng chưa có. Ok, đem nó vô bộ sưu tập. Heo hay đâu? Hôm nay thơm. Wow, wow, Lucifer. Thơm, 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 thơm. Ôi giời ơi, hôm nay là ngày của hỷ hiếm hay gì? Hai con hỷ hiếm luôn. Một con 5 sao và một con 4 sao. Wow. Thơm đấy, thơm đấy. Ôi giời. Anh em biết tại sao mà nó gọi là được, nó được rồi gọi người ta gọi nó với cái tên là hỷ hiếm không anh em? Bởi vì đơn giản là tại vì nó hiếm, nó ít ra đó anh em. Đó, đó. Trời ơi, nhiều anh em là nhiều đội hình chơi toàn là bóng tối không nha. Ok, ok. Đội hình bóng tối mạnh lắm nha anh em. Nhiều anh em chơi lắm, hờm lắm, hờm lắm. Tới luôn, tới luôn. Á đủ phỏng. Romantus. Romantus. Ok, má có được em đó mà bấm qua luôn không chụp lại được cái tấm hình nào hết. Game này quay tướng mỗi tay luôn nha anh em. 2000 quay đi. Đó, 2000 lần đó, muốn quay nhiều rồi quay. Có 500.000 anh em đi ra mua cục kẹo 2000, anh em muốn mua mấy cục thì mua. Đó, ăn đi, ăn cho sâu răng luôn. Ok. Tới luôn, tới luôn. Và nhớ nha anh em, nhớ nha, nhớ nha. Thời gian up bên mấy chủ mới nha. Nhớ anh em, nhớ đục. Mà lại thêm một con nữa. Anubis. Ôi giời, hôm nay là ngon rồi. Ok, ok, hồi nãy giờ cũng khá nhiều rồi. Giờ vô nè ha. À, trong túi cũng còn một mớ đồ. Đó, quà trang bị mảnh đồ các thứ. Rương này hình như là rương vàng. Được 10 triệu. Đó. Rồi rương này rương vé triệu hồi. Rồi cái này là kim cương hên xui. Rồi mảnh nè, ở đây chúng ta cũng được thêm một mớ mảnh nữa. Ở trên là mảnh thường đúng không? Đấy. Rồi đây là chúng ta tới mảnh hiếm ha, Hades. Con đó hình như là tướng quốc dân thấy đại trà phải. Rồi vô đây. Chúng ta được phi con này nè anh em. Nè. À nhìn ngầu không? Trời ơi nhìn biết là, nhìn phát là biết dân chơi liền luôn. Dân chơi cầu ba cẳng. Đó. Hất cái cẳng còn cái cẳng thứ hai. Ok. Lên luôn cho nó lên max level luôn rồi chúng ta đem nó đi test nha. Đó, game biệt hóa hết luôn. Nói chung thì việc không sát nghĩa nhưng mà cũng đủ để chúng ta chơi anh em. Con này con gì ạ? Oh man, gì đó. Ok, thôi để đó đi. Ngôi đền. Rồi, đây quà nạp đầu nữa nè ha. Anh em nạp đầu thì sẽ có quà nữa nè. Đó. Đẩy, đẩy, đẩy. Một con tướng tiếp theo nữa nè. Một con nữa nè. Đó. Ok, ngon quá ngon. Rồi còn gì nữa anh em? Được nhiều lắm, nhiều lắm. Và nhớ làm nhiệm vụ hàng ngày để nhận thêm kim cương nữa nha. Bây giờ bỏ hết mấy con này ra. Để em này vô, một mình nó thôi. Chà, nó đứng trong hốc vậy. Rồi sao nó không đánh? Đang chiến đấu rồi, thấy có chiến đấu gì đâu trời. Rồi hai đứa nó đứng với nhau luôn rồi. À bây giờ mới đánh nè. Đậu phòng, hồi nãy nó chưa có vượt ải. Rồi bây giờ mới đánh nè. Đó. Ủa sao không thấy đánh gì hết vậy? À chắc để chút hót ra vào lại xem. À và nhắc lại luôn thông tin server ha. Đây để kéo vô giữa cho dễ nhìn. Đây. Đây Tân E Lora ha. Đâu rồi đó. Việt Nam chính thức khai mở X6.
Đó, đặc biệt là kỳ này có tặng tướng tướng VIP nữa nha. Đó, game phi biệt hóa, phi EOS luôn. Đó, khai mở X6 Venus 11 giờ ngày 3 tháng 1 2021 ha. Rồi, ok, anh em lái xe làm nhiệm vụ các kiểu con đại điểu để nhận 50 triệu vàng và một con tướng hệ hiếm nha anh em. Đấy, tỷ lệ nạp là 10k được 50.000 kim cương này nha. Rồi, ok, anh em nào có chơi thì tranh thủ vào tải ha. Đấy, 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 game khá là ngon. Nói chung game cũng dễ chơi lắm anh em, chứ không có khó khăn gì đâu. Chơi cái hệ nào thì cứ đè đầu một hệ mà chơi ha. Đó, đừng có mà chơi nhiều hệ thì nó sẽ không có kích duyên, kích tướng rồi cho anh em đâu. Đấy. Nhưng mà một hệ mà đè một hệ mà lên thì cũng gọi là khó khăn cho nhiều anh em. Ok, lên luôn. Đó. Rồi, để cho em mấy sức binh coi. Đâu rồi, đâu rồi. Giờ em này ra đi. Đó. Oh man, lên được hai cái mộ xong luôn, đi luôn. Ừ. Rồi, ok. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Thì heo thấy là con tướng đợt này quy tuy là nó ấy nhưng mà vẫn không ngon bằng đợt trước. Đợt trước là con tiên đại thánh ngon hơn ha. Rồi, ok. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Đấy, bây giờ test game mênh mông luôn. Nó dễ test mà. Rồi ơi à. Vô, 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 bảy bì ơi. Mẹ không đủ, thôi kệ nó đi. Thông tin game, thông tin admin này nọ, heo để hết dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì xuống đó tải về nha anh em. Ok, đó, đồ họa từng con tướng là rất là đẹp luôn. Rồi, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.